Tinh thần phục vụ khiêm nhường. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của người đầy tớ để nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa sâu sắc của tinh thần phục vụ. Người đầy tớ thực hiện công việc không phải vì mong được khen thưởng hay cảm ơn, mà đơn giản là để hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình. Chúa Giêsu qua đó muốn khơi gợi sự khiêm nhường và lòng yêu thương nơi mỗi người tín hữu, nhấn mạnh rằng tinh thần phục vụ đích thực không nằm ở sự công nhận của người khác, mà xuất phát từ lòng yêu mến, vì trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng với Chúa và tha nhân. Người tín hữu, như người đầy tớ, được mời gọi để phục vụ mà không mong cầu danh vọng hay địa vị. Để phục vụ Chúa và người khác trong tinh thần này đòi hỏi chúng ta sống một cuộc đời khiêm nhường, đặt trọng tâm vào giá trị của tình yêu và lòng thương xót. Bởi lẽ, khi chúng ta làm những công việc này với tinh thần phục vụ tự nguyện, chúng ta đang góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và thực sự trở nên gần gũi với Chúa Giêsu. Ngài đã chọn là một người đầy tớ, đã sống trọn vẹn tinh thần này khi hạ mình xuống thế làm người, chịu đau khổ và chết trên thập giá vì tình yêu thương chúng ta. Phục vụ trong tinh thần của người đầy tớ cũng là một hành động cụ thể của tình yêu. Nó không đến từ đòi hỏi hay mong muốn được công nhận, mà từ sự cho đi trọn vẹn, vượt qua cả những gì chúng ta có thể nghĩ đến. Sự phục vụ ấy là bổn phận tự nhiên của người tín hữu với Thiên Chúa, không cần đến những phần thưởng hay lời cảm ơn. Hơn nữa, việc phục vụ với tâm thế của người đầy tớ là một cách sống gắn bó chặt chẽ với những giá trị của Tin Mừng, khiêm nhường, hy sinh và không ngừng yêu thương. Qua hình ảnh người đầy tớ, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng mỗi hành động tốt lành, mỗi nghĩa cử yêu thương, dù là nhỏ bé, đều là một cách làm sáng danh Chúa và làm chứng cho tình yêu của Ngài giữa cuộc đời. Những người tín hữu được mời gọi phục vụ với tinh thần của người đầy tớ không chỉ vì bổn phận với Thiên Chúa, mà còn vì trách nhiệm với cộng đồng. Trong sự phục vụ này, không có sự đòi hỏi, không có sự đắn đo suy tính, chỉ có tấm lòng chân thành và niềm tin tưởng. Khi phục vụ người khác với tấm lòng của người đầy tớ, chúng ta đang sống một cuộc đời gần gũi hơn với Chúa Giêsu và đồng hành với Ngài trong sứ mệnh yêu thương nhân loại. Điều này không chỉ làm phong phú thêm đời sống tâm linh của chúng ta, mà còn giúp chúng ta góp phần xây dựng một cộng đồng gắn bó, nơi mà mỗi người được mời gọi sống yêu thương và tha thứ, cùng nhau tiến bước trên hành trình đức tin. Trong xã hội ngày nay, nhiều người thường tìm kiếm sự công nhận và lời khen ngợi như cách để khẳng định giá trị của mình. Điều này dễ dẫn đến việc chúng ta đánh giá bản thân dựa trên những lời nhận xét bên ngoài, và từ đó, khiến chúng ta trở nên lệ thuộc vào sự đánh giá của người khác. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã dạy rằng giá trị thật sự không đến từ sự công nhận hay lời khen, mà từ tình yêu và sự hy sinh vô điều kiện. Ngài nhấn mạnh rằng sự phục vụ chân chính không cần lời khen thưởng hay sự đền đáp. Vì thế, vai trò của người tín hữu không chỉ đơn thuần là phục vụ, mà còn là sống trọn vẹn tinh thần khiêm nhường và trung thành, dù không mong đợi sự đáp lại từ người khác. Đây là lời mời gọi chúng ta quay về với những giá trị thật sự trong đời sống, dấn thân phụng sự vì yêu thương, xem sự phục vụ như một bổn phận thiêng liêng đối với Chúa và tha nhân. Khi sống và phục vụ như thế, chúng ta không những làm vinh danh Thiên Chúa, mà còn khẳng định giá trị của mình qua những hành động giản dị, không ồn ào nhưng lại mang đầy ý nghĩa. Thay vì tìm kiếm sự công nhận từ thế gian, chúng ta tìm thấy sự bình an và niềm vui trong Chúa, Đấng thấy rõ lòng chúng ta và là Đấng duy nhất mà chúng ta phụng sự. Tinh thần phục vụ Kitô giáo không phải là để mong nhận lại điều gì, mà vì tình yêu chân thật và hy sinh. Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn ý nghĩa của sự phục vụ qua tình yêu lớn lao dành cho tất cả mọi người. Khi người tín hữu phục vụ vì lòng yêu mến, họ thực sự được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu. Việc phục vụ vì yêu thương là một cách để chúng ta làm sáng danh Chúa giữa cuộc sống đời thường. Mỗi người chúng ta được kêu gọi thực hiện những việc làm tốt lành trong âm thầm, không cần danh tiếng hay khen ngợi. Điều này giúp tâm hồn chúng ta được tự do, không bị lệ thuộc vào sự đánh giá của người khác và từ đó, chúng ta sống đức tin cách sâu sắc hơn. Việc phục vụ vì lòng yêu mến còn là sự hy sinh và biết quan tâm đến người khác, đặt nhu cầu của người khác lên trước và sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân. Chúng ta được mời gọi làm mọi sự vì vinh danh Chúa. Điều này có nghĩa là chúng ta phục vụ không vì lợi ích cá nhân, nhưng vì đó là cách mà Chúa Giêsu muốn chúng ta sống và hành động. Khi chúng ta phục vụ vì vinh danh Chúa, mọi hành động của chúng ta đều là cơ hội để làm chứng cho tình yêu của Chúa và đem lại ý nghĩa lớn lao cho những điều tưởng chừng như nhỏ bé. Sống tinh thần phục vụ mà không đòi hỏi bất cứ phần thưởng nào sẽ giúp chúng ta ngày càng vươn đến sự hoàn thiện. Điều này thể hiện một đức tin trưởng thành và sâu sắc, không phải là lòng tin tìm kiếm lợi ích, mà là một lòng tin tuyệt đối, trọn vẹn trong tình yêu. Khi dâng hiến mọi điều cho Chúa và tha nhân, chúng ta không chỉ trở thành ánh sáng giữa đời sống đức tin, mà còn tạo ra những giá trị bền vững cho chính mình và cộng đồng. Chúa Giêsu đã dạy rằng sự phục vụ trong tinh thần khiêm nhường và yêu thương không chỉ là bổn phận, mà còn là con đường giúp chúng ta bước vào mối tương quan sâu sắc hơn với Thiên Chúa. Khi phục vụ mà không mong đợi sự đáp trả, chúng ta đang thực hiện một hành động đầy yêu thương và vô vị lợi, vượt lên trên những động cơ cá nhân. Đó là cách chúng ta thể hiện đức tin một cách chân thành. Một đức tin không chỉ được thể hiện qua lời nói mà còn được chứng minh qua hành động. Sống tinh thần phục vụ vì tình yêu dành cho Chúa và người khác giúp chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu trong từng người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt là những người yếu đuối và dễ bị tổn thương. Khi dấn thân phục vụ vì tình yêu, chúng ta trở nên khí cụ bình an của Chúa,
Và chính trong sự phục vụ khiêm nhường này, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Khi phục vụ với tình yêu và lòng mến, dù công việc có thể thầm lặng hay vô danh, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy niềm vui và bình an đích thực, thứ bình an mà chỉ có Thiên Chúa mới ban tặng. Cuộc sống tín hữu không đo bằng sự giàu có hay danh vọng, mà đo bằng khả năng chúng ta yêu thương và phục vụ. Đây chính là cách mà mỗi người tín hữu góp phần xây dựng một cộng đồng đầy yêu thương, một thế giới tràn đầy ánh sáng của Chúa. Hãy làm cho mỗi hành động, mỗi công việc của chúng ta trở thành một lời chứng sống động cho tình yêu Chúa giữa cuộc đời, để danh Chúa được sáng danh trong mọi nơi và mọi lúc.